Pediasure, Nutren Junio, Blacksmore Balance, dòng sữa nào giúp cho trẻ tăng cân tốt nhất? Đầu tiên thì mình cũng phải công nhận với các mẹ, đây là ba dòng sữa cao năng lượng được các mẹ bàn luận khá là nhiều ở trên các cái hội nhóm đấy ạ. Và mình cũng thấy đây đều là những cái sản phẩm mà bán khá là chạy ở trên thị trường, được các bé dễ dàng đón nhận. Nên khi mà các mẹ lựa chọn sử dụng cho con ấy, thì phần đa đều là duy trì rất là lâu dài và cũng như là cho những cái phản hồi rất là tích cực. Nói qua một chút về sản phẩm nhé, thì Pediasure có thể nói đây là một cái sản phẩm mà có mặt tại thị trường Việt Nam là sớm nhất từ những năm 1988 đấy ạ, cho đến nay thì cũng được khoảng 36 năm rồi. Sau đó thì mới đến Nutren đấy, và muộn nhất thì là Blacksmore Balance, cũng chỉ xuất hiện được khoảng mấy năm gần đây thôi. Mặc dù là sinh sau đẻ muộn nhưng mà cái thương hiệu Blacksmore thì như các mẹ thấy là tăng trưởng và phát triển rất là nhanh, đúng không ạ? Điều này có được ấy, thì là chắc chắn là cái sản phẩm phải có những cái ưu điểm nổi trội gì thì mới được các mẹ tin dùng đến như vậy. Đó, thì hôm nay mình sẽ đi review cũng như là so sánh nhanh về ba cái dòng sản phẩm này để giúp cho mẹ có thêm được những cái thông tin để từ đó có thể lựa chọn ra được một cái sản phẩm để giúp cho con tăng cân một cách tốt nhất nhé. Đầu tiên là về cái điểm giống nhau đấy ạ, thì cả ba dòng sữa này đều là những cái sản phẩm nhập khẩu của các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thế giới, nên khi mà lựa chọn cho con sử dụng ấy, thì các mẹ không phải lăn tăn nghĩ ngợi gì, đúng không ạ? Trong đó thì Pediasure là thuộc thương hiệu Abbott Hoa Kỳ này, Nutren Junio thì thuộc thương hiệu Leslie, và Blacksmore Balance đó thì đến từ Úc và thuộc thương hiệu Blacksmore, cũng khá là nổi tiếng rồi. Và cả ba dòng sản phẩm thì đều sử dụng dành cho trẻ từ 1 cho đến 10 tuổi. Và đây đều là những cái dòng sữa cao năng lượng đấy ạ, nên sẽ phù hợp đối với những trẻ có cái thể trạng là suy dinh dưỡng thấp còi, tức là những bé mà bị thiếu cả về cân nặng lẫn chiều cao trong một thời gian dài các mẹ nhé. Và để giúp cho con tăng cân nhanh ấy, thì cái điều kiện cần là cái dòng sữa đó phải là dòng sữa cao năng lượng, tức là cái năng lượng ấy, nó cung cấp từ 100 kcal trên 100ml sữa pha chuẩn. Trong đó thì các mẹ sẽ thấy là cái sản phẩm Pediasure đấy ạ, các mẹ sẽ thấy là cái năng lượng ấy là 226 kcal trên 225ml sữa pha chuẩn. Ở sữa Nutren Junio ấy thì là 259 kcal trên 250ml sữa này. Và hai loại này thì chúng ta thấy là nó tương đương với lại 100 kcal trên 100ml sữa, phải không ạ? Còn ở Blacksmore Balance ấy thì ở đây nó thể hiện là 464 kJ trên 100ml sữa, thì khi mà chúng ta quy đổi ra năng lượng ấy thì nó sẽ là 110.82 kcal trên 100ml sữa. Và theo cái nguyên lý tăng cân đấy ạ, thì ở dòng sữa nào có cái nguồn năng lượng cao hơn thì sẽ hỗ trợ cho trẻ tăng cân tốt hơn, đúng không ạ? Thì ở cái Blacksmore Balance này nó có cái nguồn năng lượng là cao nhất. Và tuy là cái năng lượng cung cấp cao nhưng mà quan trọng nhất là bé phải hấp thụ được thì mới giúp cho trẻ có thể tăng trưởng được. Thì bây giờ về cái khả năng hấp thụ đấy ạ, thì chúng ta sẽ phải xem là các cái thành phần hỗ trợ tiêu hóa có trong từng sản phẩm nó có cái điểm gì khác biệt hay không nhé. Thì ở cái sản phẩm Nutren Junio nó có bổ sung cái lợi khuẩn là Lactobacillus hay còn gọi là probiotic đấy ạ. Trong Pediasure thì nó có cái chất xơ hòa tan phốt này, còn ở Blacksmore Balance thì nó lại sử dụng cái lợi khuẩn là Bifidobacteria Lactis HN019, thì được đánh giá là hỗ trợ cho bé tiêu hóa tốt hơn so với các cái lợi khuẩn thông thường. Như vậy thì đối với những bé mà tiêu hóa kém hay là hay bị rối loạn tiêu hóa đấy ạ, thì các mẹ có thể là ưu tiên lựa chọn cho con sang Blacksmore Balance. Còn đối với một số bé mà có cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn ấy, thì các mẹ có thể lựa chọn một trong hai cái sản phẩm này nhé. Đó là về cái khả năng hỗ trợ tiêu hóa. Nhưng mà tất cả những cái vấn đề trên nó lại không quan trọng bằng cái việc là con có chịu uống sữa hay không và con có yêu thích cái hương vị của sữa đó hay không, đúng không ạ? Thì mình thấy là hầu hết trẻ em Việt Nam ấy, phần đa là đều yêu thích cái vị ngọt của sản phẩm. Do đó thì Nutren Junio và Pediasure có thể đáp ứng được cái điều này, bởi vì cả hai dòng sản phẩm này thì đều có cái vị ngọt khá là đậm đà. Còn đối với lại Blacksmore Balance đấy ạ, thì lại có cái vị ngọt được chiết xuất tự nhiên từ quả lá hán. Nên khi mà các mẹ cho con sử dụng sản phẩm thì chúng ta sẽ thấy là Blacksmore Balance thì nó sẽ có cái vị nhạt hơn so với hai dòng còn lại. Nên đối với những bé kén sữa hay là yêu thích cái vị nhạt thì các mẹ nên cho con sử dụng sang Blacksmore Balance nhé. Còn đối với một số bé mà yêu thích vị ngọt thì chúng ta có thể cho con lựa chọn Nutren hoặc là Pediasure đều được. Chọn sữa phù hợp đã khó rồi, lại còn phải xem là con có hợp tác hay không nữa. Và khi mà con đã chịu uống sữa rồi thì cái vấn đề mà ba mẹ cần phải cân nhắc đó chính là cái khả năng tài chính. Bởi vì mỗi một dòng sữa ấy, thì nó lại có cái mức giá thành khác nhau. Nếu như Nutren và Pediasure nó nằm trong cái phân khúc dao động tầm trung, tức là khoảng từ 550 cho đến 600 nghìn, thì ở Blacksmore Balance ấy, cái mức giá nó lên đến gần 700 cơ.
Do đó thì sẽ tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế thì các ba mẹ có thể là cân nhắc. Tốt thì dòng nào cũng tốt. Cái quan trọng nhất là bé phù hợp với cái dòng nào, tình trạng tiêu hóa ra sao và cái độ hấp thu của con như thế nào. Thì dựa vào những cái tiêu chí đó, các ba mẹ có thể lựa chọn sang cái dòng sữa tăng cân phù hợp nhé. Và chắc hẳn là từ những cái so sánh ở trên thì các ba mẹ đã có câu trả lời dành cho những bé tiêu hóa kém này, chậm tăng cân, cần phục hồi sức khỏe rồi, phải không ạ? Nếu như ba mẹ có những cái băn khoăn, thắc mắc cần giải đáp, có thể liên hệ trực tiếp vào số hotline 0965 922 556 để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Cảm ơn các mẹ rất nhiều đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại các mẹ trong những vlog tiếp theo.